chào bác ạ. Chào chị. Cô Tí. Chào cô Tí. Chào anh Sơn Bắc. Dạ vâng. Bác ơi, bác cho cháu gửi Trung Quốc ạ. Vào nhà tôi rửa chân tay rồi uống chén nước đã. Dạ vâng, cảm ơn bác. Bác ơi, làng mình có phong trào vệ sinh xóm ngõ như thế này lâu chưa ạ? Cũng lâu rồi anh ạ. Dạ. Cứ đến cuối tuần là cả xóm ra tổng vệ sinh. Thế ạ. Mời anh vào nhà. Dạ vâng ạ. Đây là góc học tập của Hoa hả bác? Vâng, đúng đấy anh ạ. Con bé gọn gàng thật đấy. Được cái là cháu nó cũng sớm tiếp thu truyền thống của gia đình. Dạ. Bác ơi, thế những cái khoanh tròn này là gì ạ? Để thực hiện cái khẩu hiệu trên này này. Mỗi ngày em làm một việc tốt để giữ gìn môi trường. Ngày nào mà con bé làm được một việc tốt bảo vệ môi trường, dạ, là tự nó khoanh lại để nhớ đấy. Hay quá nhỉ. Cháu vẫy được ba con chuột xù rồi đấy. Cháu đem ra khu bãi rác ngoài đồng mà vứt nhá. Dạ. Nhà đâu hả em? Mẹ đang sửa xe ở ngoài kia. Anh mang mấy con chuột chết đi đâu đấy? Ông bảo vứt ra ngoài đồng. Thì em vứt cho. Thôi, bẩn lắm, cứ để anh. Anh còn phải xem bài cho em nữa. Cứ để em. Anh vào nhà đi. Cháu là chú ạ. Ừ. Này, sao cháu không vứt mấy con chuột này ra ngoài chuộng? Làm như thế không được đâu chú ạ. Sao? Như vậy các súc vật thối ra sẽ sinh dịch bệnh và giòi bọ nữa ạ. Thế sao cháu không vứt thẳng xuống sông? Cũng không được đâu chú ạ. Sao? Làm như vậy thì ô nhiễm cả dòng sông hả chú? Cháu tôi nhà giỏi lắm. Cháu khá lắm. Hôm nay không kịp về để tham gia tổng vệ sinh với mọi người, nhưng cháu đã chôn con chuột đúng cách. Như vậy cháu đã thực hiện đúng khẩu hiệu: mỗi ngày mỗi người làm một việc tốt để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Tuyệt vời lắm.